Bên kia kìa, chắc anh Nghĩa là... trời ơi. Anh Nghĩa chắc trẻ tuổi nhất ở đây luôn á. Sao các bạn thấy cặp đôi của chúng tôi có ăn ý với nhau không nào? Dạ, mình tưởng mình ăn ý nhất, ai về mình thua bỏ. Kìa, quá thá rồi. Cặp đôi ăn ý Đại Nghĩa và Linh Trang xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, bên đây không mấy mình chào kết sóng, mình hai mình về luôn. Bên đây cặp đôi ăn ý, bên đây cặp đôi ăn cho hết. Để coi. Và Đại Nghĩa cùng với ba vị trong ban bình luận xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Bạn đời ăn ý. Thưa quý vị, chương trình Bạn đời ăn ý do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện. Chương trình hân hạnh nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Mịn Hồng thế hệ mới. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có mặt ngay trên sân khấu này với ba vị trong ban bình luận: tiến sĩ tâm lý Linh Trang, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường và nghệ sĩ Hoàng Rapper. Để hôm nay chúng ta chào đón một cái cặp đôi gọi là cũng có thâm niên trong showbiz rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ với hai nhân vật đặc biệt này nha. Xin mời. Ủa, cô, sao cô đi theo tôi hoài vậy? Ai biểu anh không chịu nhìn tôi chơi? Ai dám nhìn cô, nhìn tầm bậy cho cô la hay sao? Chưa nhìn sao biết tôi la? Thì cô nói rồi, không quen không biết làm sao nhìn? Chưa nhìn sao biết không quen không biết? Bây giờ mà anh không nhìn là tôi biết chửi mới la anh nè. Trời, cô nói ngang ngược quá nghe. Không ngang sao kiếm chuyện được với anh? Thôi đi, tôi không ăn thua với con gái. Mà tôi thèm ăn anh. Cái gì? Lộn, ăn thua với anh. Nói giỡn với anh vậy thôi, chứ nói chuyện từ giờ anh không có nhìn ra em, không nhận ra em hả anh Tí? Ủa, sao cô biết tên cúng cơm của tôi vậy? Em nè, Nguyễn Thị Tẹo nè, lúc trước kế nhà anh đó. Trời đất ơi, cô Tẹo. Ủa, cô đi lâu lắm rồi mà. Thì đi lâu quá giờ về lại có sao đâu. Mà công nhận cái tên Tí của anh nó chỉ hợp với anh lúc còn nhỏ thôi, chứ bây giờ em thấy trời ơi, cái gì của anh cũng to hết á. Chọc anh vậy thôi mà. Anh Tí, anh biết sao mà tôi trở về đây không? Sao vậy cô? Là tại vì ở đâu tôi cũng nhớ quê hương, và nhất là ở nơi đó một người mà tôi không sao quên được. Và bây giờ gặp lại người đó thì tôi cảm nhận là đậm đà tình quê, câu hát ru ngọt ngào. Ngày đầu quen nhau ta thầm trao ánh mắt đưa duyên, tình đẹp như thơ bên nhau vượt bao mong ước. Dưới đêm trăng thề hai đứa cùng ngỏ lời yêu thương. Lần đầu gặp anh em biết con tim mình đã thuộc về nhau, dù tình ta có lắm phong ba. Cuộc đời phong sương anh như dòng sông chảy mãi, có em trong đời ta sẽ cùng dệt mộng tương lai. Đời ta có nhau như dòng sông chung mảnh trăng thề, tình em thấm trao khi dâng trọn tất cả tim mình. Nguyện tình đôi ta trôi lên đến nay dừng bên đó. Tình ta thiết tha như phù sa hương lúa thơm nồng, ngàn năm thủy chung sông tô bờ nước dài xuôi dòng. Trọn đời bên nhau không phôi pha ta nguyện yêu mãi. Lời hứa năm xưa câu ước em lại lòng nhau, lời hát năm xưa câu ước thề lại lòng. Yeah, xin cảm ơn các bạn Vũ Công.
Và thưa quý vị, cặp đôi đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nhất và nghệ sĩ Kiều Anh. Yeah. Cái này em thú thiệt với chị nghe. Dạ. Trong chương trình này đó giờ là những cái cặp đến tham gia toàn là đàn em của em không mà. Em út mấy đứa nhỏ em dễ chặt chém. Em dễ xoay sở. Rồi bữa nay có đàn chị tới đây, tự nhiên bây giờ em sò xuống, em không có dám nói cái gì luôn đó chị. Thì em đừng có chặt. Chị cũng lớn tuổi, tội chị, cho chị rinh giải về luôn đi. À, cho em hỏi thăm chị Oanh với lại Hoàng Nhất là không biết là hai người mình là ở với nhau đến nay là được bao nhiêu năm rồi chị ha? Dạ 8 năm. 8 năm rồi hả chị? Và mình có với nhau một bé rồi đúng không ạ? Dạ một bé 2 tuổi rưỡi rồi. 2 tuổi rưỡi, vậy bé đó giống ba hay giống mẹ? Giống một đứa là chết, phải giống hai đứa. Giống hai người luôn giống hả? Giống một đứa là không có 8 năm rồi. Dạ. Nhưng mà bé đó về cái khả năng mà ăn nói là giống chị Oanh hay là giống Hoàng Nhất ha? Giống chị. Giống chị Oanh hả? Là nó mới đẻ ra là nó nói liên tục vậy đó hả chị? Cái mỏ nó ra trước mà. Nó nói không dấp luôn đó hả? Trời ơi, nói bây giờ dữ lắm. Nói mà chị còn nhìn chị nói trời, sao lại có thể như thế này? Tại vì mình nghĩ là ít nói thì ít nhất cũng phải của bên đây chứ. Bây giờ nó nói hơn chị nữa. Cho hỏi cái Hoàng Nhất ơi, khi mà mình về chung nhà với chị Oanh là cái người mà duyên dáng rồi hoạt ngôn, nói quá trời nói vậy, có bao giờ mình cảm thấy mình bị giống như là bà xã ăn hiếp mình không Nhất ha? Không, cũng quen. Cũng quen. Quen à? Thấy chưa? Nghe cái giọng có dễ chịu được không? Rất là nhẹ nhàng. Dễ thương. Đau lắm, em đau lắm tiến sĩ ơi. Dạ. Đau lắm. Quen. Thà là anh nói bóp chát em thấy em đỡ tội lỗi, còn anh ấy quen rồi. Cái đó nó đau lắm. Tại nó thâm thúy quá. Nói cái câu đó mà mắt long lanh ngấn lệ. Dạ. 8 năm rồi thì đương nhiên phải quen. Nhưng mà ví dụ những cái khoảng thời gian đầu tiên thì cái đó mình có quen được với cái tốc độ nói, cái cường độ nói của chị Oanh ở nhà không về hả Nhất? Thì lúc đầu không có nói nhiều ông ơi, lúc đầu tôi diễn mà. Thường nói nhiều chuyện vui không à. Nghe nhiều chuyện vui cũng dễ chịu. À. Yeah. Nói những chuyện vui vui à, nhà vui cửa. Yeah. Còn chị mới nói lúc đầu chị diễn là sao chị? Lúc đầu chị không có dám nói nhiều, chị sợ ổng chê. À. Nên chị diễn, tại chị cũng diễn được JB chứ bộ. Rồi xong chị phải gồng không chị? Dạ không gồng mà mình diễn tự nhiên luôn. Tự nhiên luôn, diễn cái tự nhiên, diễn không diễn. Tức là dạ anh ăn cái gì hôn, rồi anh sao, anh khỏe không? À. Anh đi quay sau này mới anh sao vậy hả? Anh quay xong xuôi sao vậy, không chịu đem đồ vô. Thiệt tình luôn á, mệt ghê luôn á, đâu để đồ tầm lưng là sao này. À, là sau này đúng không? 5 năm về sau. 5 năm về sau. Dạ và ngày hôm nay đến với bạn đời ăn ý, chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái sự ăn ý của chị Oanh với lại Hoàng Nhất là như thế nào nha. Bây giờ thì xin mời hai người chúng ta có thể quay trở về vị trí ngồi của mình. Với gia đình mà ở bên nhau 8 năm như chị Oanh thì chị tự đánh giá cái mức độ ăn ý giữa hai vợ chồng là khoảng bao nhiêu điểm? 1, 2, 3 9 điểm. 9 điểm là con số cũng khá cao. Hoàng Nhất ơi, mình có tự tin với cái sự ăn ý này của mình hay không mà đưa con số 9 này lên ạ? À? Dạ, ông tự tin lắm ạ. À. Tự tin. Đúng rồi, trời ơi. Cái bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đầu tiên, vòng thấu hiểu. Ở vòng thấu hiểu này chúng ta sẽ có 10 câu trắc nghiệm nha. Trước tiên thì em mời chị Oanh lên đây cùng với em. Dạ. Mời chị. Đây, xin mời cả hai chúng ta hướng mắt nhìn lên màn hình. Câu số 1. Bức ảnh này được chụp khi hai vợ chồng đang ở đâu? Có 3 gợi ý là thủy cung, nhà ma và trong hang động. Ghi sai thì tối nay về biết, nhớ không? Giờ em muốn nghe câu trả lời từ chị. Nhà ma. Nhà, ủa nghe nè, sao hai vợ chồng không đi đâu thơ mộng mà kéo vô nhà ma ăn chi vậy chị? Không phải, đi Đà Lạt rồi người ta nói có cái nhà ma. Rồi mình thấy mình hồi nào tới giờ mình chưa có biết sợ cái gì hết. Coi mình có sợ ma không? Ừ. Mới vô trong cái nhà đó, rồi chụp hình rồi đi ra. Có thấy ma không? Ma không chị? Không thấy con ma mà nhìn hai đứa mặc hai bộ đồ trắng tưởng cho nó chết mình là ma rồi. Chứ trong nhà này không có ma. Hình hai người bận đồ trắng. Thấy đó, cái bao nhiêu mới kỷ niệm ra. Dạ. Dạ. Rồi xin mời câu trả lời từ Hoàng Nhất. Đó là nhà ma. Câu số 2, mời chị tiếp tục xem hình. Đầu xuôi đuôi lọt chị ơi. Rồi nha, câu hỏi nè. Hình ảnh này gắn liền với kỷ niệm nào của hai vợ chồng?
Không có nhắc tuồng, không có hù dọa chồng nha. Ừ, anh tính gợi ý đó. Đó, tôi nhớ đó nha. À. À. Nhất bây giờ không có biết cách nào, tôi là tôi nhớ gì đó. Quan trọng ta có nhớ hay không kìa. Ráng đó nha. Chị ơi, em thấy người ta suy nghĩ dữ lắm nghe. Cái gương mặt giờ mông lung lắm kìa. Diễn hàng trăm sân khấu rồi, không biết là cái tuồng ở đâu. Câu này chết với tôi. Đó, hăm dọa nữa. Ông sai đi rồi ông sẽ thấy cái hậu quả. Nhớ biết ghi cô đúng không? Cái này là quay một cái chương trình bài ca nhạc, nhạc hài giống như hồi nãy vậy đó. Ừ. Câu trả lời của Nhất là gì nào? Quay bài hát chỉ vì đúng rồi đó. Tin đó, đồn đó, đó, đó. Đúng rồi đó không chị? Bài hát đúng rồi đó. Cuối cùng là ổng còn nhớ rõ hơn chị cái tên chị bài không hát mê bài gì. Ghê thiệt. Chị về chắc với ảnh. Trời ơi chị nhớ rồi đó, không biết ảnh nhớ không? Câu số 3. Hoàng Nhất yêu nhất ở Kiều Oanh nét tính cách nào? Sao chị gái? Theo chị thì thường là Nhất ưa nói chị thấy vậy thôi, người ngoài không hiểu. Ngày xưa anh cũng tưởng em vậy vậy, nhưng mà khi sống rồi mới biết là cái lòng em rất là chân thật. Dạ. Và giống như chịu đựng, giống như là mình ôn hòa xuống hơn. Dạ. Khi mà mình xử lý bằng cái cách của mình á thì nó lại ôn hòa hơn, chứ không phải ồn như cái miệng của mình. Đúng rồi. Dạ, tại vì cái miệng chị Oanh là cái miệng diễn viên hài, cho nên là nói lanh mà nói không dấp, mà nói nhanh mà nói nhiều nữa đó. Nhưng mà cái cách xử lý em đang chửi hay đang khen vậy? Em khen chị. Mà tại mặt nhăn quá, chửi mình nói nhanh không kéo không dấp. Mời Hoàng Nhất. Hiền hậu trung khớp. Dạ. Yeah. Nhưng Hoàng Nhất ơi, trước khi mà chị Oanh sẽ xử lý một cách hiền hậu thì chị cũng đã ồn ào rồi. Thì những khi đó mình có cái cảm giác như thế nào? Mình có khó chịu không? Không quen rồi. Chữ quen thì cũng nhẹ quá. Kim cam chịu á, gọi là bị ở nhà đã bị dặn dò vậy đó. Tức là mình biết rằng bà ồm ồm, bà la la vậy thôi. Nhưng mà rồi sau đó cái cách xử lý thật sự thì nó không phải như vậy đúng không? Dạ, dạ. Tự chị là sau khi chị nói đã xong rồi cái chị hà quả rồi bình thường trở lại. Không, tức là không biết từ đâu mình lại có cái đó, hay tại bắt đầu mình lớn tuổi rồi. Thật sự cái ngày xưa cũng bộc trực lắm. Dạ. Thích là nói, thích là la, thích là rồi xong thôi. Nhưng mà sau này tự nhiên mình đầm hẳn luôn. Chị có nghĩ là cái đầm thấm ôn hòa đó là từ ngày chị ở chung với ảnh không? Nó lây từ ảnh. Dạ có thể. Tại thiệt hồi đó cũng giận ổng lắm, bực mình mà nói ông không trả lời. Cái nói riết con mình một mình nói như mắt bố rồi. Có thể riết cái mình không còn tính năng thua, không còn gì, vì nó không có máu gì nữa, vì đâu có ai chiến tranh với mình nữa đâu. Dạ. Rồi cái mình hiền nào cũng hay. Dạ. Em tức lắm, em xí. Có khi nào ông cái lộn không? Ông có nào ông la chị, chửi chị gì không? Ờ, thiệt á, có không? Cũng có nha. Có hả? Không, chửi la là không có, mà góc độ là ví dụ chị lỡ mặc đồ gì mà nó hơi chút xíu rồi. Mẹ chó mặt khi mà ở mẹ trong là nhà mẹ của con à, mẹ của con đó, mẹ với cha đó. Tức là hồi nãy trong nhà quên đi, ổng lo ổng diện, ổng không có nhớ cho chị. Bước ra đường lên xe sắp đi gặp khán giả, ổng đứng dưới, mẹ mặt gì kỳ vậy, trời ơi chết rồi. Vậy à, nét dễ thương vậy, vậy là dữ nhất rồi đó. Là ổng không có chịu, là mà là giận lắm là vậy đó, mẹ trời ơi chết rồi. Là độ cao nhất. Xỏ tay vô túi là đi lòng vòng, không chịu lên xe. Rồi có thay đồ không? Không luôn hả? Không. Bà lì quá bự. Không phải lì, bây giờ đồ đâu nữa là thay. Tới giờ diễn rồi, đồ dạ. Đâu thay. Chị lên xe thì chị có nói em lỡ rồi cho em mặc được này đi. Được sao không có mặc. Rồi lần sau có vậy nữa không? Có. Em cũng biết ý là lần sau không. Không phải Nghĩa ơi, tại vì đồ mà mình cũng phải trùng chứ, đâu có phải mình giàu có gì mà mua hàng triệu bộ đồ, phải có mặc đi mặc lại chứ, có nhiều xô rẻ tiền đâu có mai kịp. Trời ơi, vậy là chết rồi. Là nghiêm trọng nhất rồi đó. Kìa, ông mắc cỡ kìa. Thương quá à. Dạ rồi, coi như câu này là mình cũng trùng khớp với nhau. Mà qua đó mình mới thấy cái cách xử lý của Hoàng Nhất mà nó nặng nề nhất, nó căng thẳng nhất là chỉ đến đó thôi. Nếu bỗng dưng một ngày Kiều Oanh im lặng, không nói bất kỳ một câu gì hết, thì Hoàng Nhất sẽ làm gì? Thứ nhất là im lặng cho qua. Cái thứ hai, thắc mắc nhưng không dám hỏi. Cái thứ ba, tìm mọi cách khơi gợi để cho Kiều Oanh nói. Chọn 1, 2 hay 3, chỉ cần ghi con số thôi. Mời chị Oanh. Số 3. Tức là anh sẽ gợi như chị nói. Đúng rồi, phải hỏi nguyên do vì sao mà vậy, im lặng là phải hỏi cho ra lẹ. Rồi, mời câu trả lời từ Hoàng Nhất.
Số 1 chị ơi nha, số 1, số 3 nha chị nha. Trời ơi, trớt quớt rồi. Tức là ổng sẽ im lặng và cho qua đó chị. Có đâu, mấy lần đi theo hỏi tôi hoài đó. Ủa bình thường vợ mình nói nhiều lắm, bỗng một ngày vợ mình không nói là thấy bình thường hả? Một cái điều rất lạ luôn. Không hỏi hả? Anh không có hỏi, từ từ mới hiểu rồi cho qua. Không, tại vì anh biết là trước sau giờ chị cũng không im nổi nữa, chị cũng sẽ nói lại thôi phải không? Bây giờ mời chị Oanh vào Hoàng Nhất, chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Số 1, số 2 và số 3. Hình số 1 là ở đâu vậy chị Oanh? Ở Hàn Quốc. Còn hình số 2, Hoàng Nhất ơi, cái này là ở đâu mình nhớ không? Nó Bình Đức. Ở Bình Đức là đi diễn luôn hả? Dạ, đi còn diễn. Hình số 3 là ở đâu vậy Nhất? Số 3 ở Mỹ, chuẩn bị đi qua Mỹ. Giờ mới vô câu hỏi nha, nãy giờ giao lưu chơi. Chị biết chị cũng muốn nói chơi chứ. Hai vợ chồng đã cùng nhau đi đến bao nhiêu quốc gia? Mình ghi cái ước lượng khoảng ước lượng thôi. Từ bao nhiêu tới bao nhiêu. Ví dụ như nguyên khối châu Âu thì một châu Âu. Chị đừng nói, chị đừng nói nữa. Thôi không nói em nữa. Nói ví dụ là Nhất có thể ghi là trong số từ 10 đến 15 hoặc từ 15 đến 20 vậy đó. Thôi, cái biên độ nó rộng quá. Không, vậy em đi đâu mà giữ vậy. Phải chính xác, phải chính xác luôn hả? Ghi một số một nước, có nhiều nước đâu hà. Bàn bình luận khó quá chị. Em muốn đỡ cho chị mà đỡ không nổi. Mà em đỡ chị đâu kìa, em đỡ đâu. Tại em sợ chị với ổng trật. Trật kệ chị đi. Ôi dạ. Trời ơi. Dạ, dạ. Rồi giờ chị nói đi. Ba. Cái gì có ba à? Ba quốc gia thôi, tại vì châu Âu là gom một cái thôi. Chứ không. Nhưng mà từ Mỹ qua Mỹ là thêm nước nữa là Mexico rồi, thấy chưa? Đúng rồi. Chưa ghé Mỹ, tức là ta đi trên sông còn bên Mỹ. Rồi hồi nãy Hàn Quốc rồi Đức nữa. Phải quá vàng thì Đức là châu Âu đó. Sơ sơ là 4 rồi đó. Kệ chồng nhắc tuồn kìa chị. Thôi 4 trước đi. Rồi. 4 mà chắc chắn sai rồi đó. Như em nè, bản thân em không đi mười mấy nước rồi. Nói chi chị. Người ta đâu có hỏi em đâu. Thôi, hay. Em mới nghĩ rằng là chị cần phải cho con số nó nhiều hơn. Kệ chị đi. Trời đất ơi, bây giờ cái lỗi chị... em xin rồi đất ơi. Mời Hoàng Nhất. Thấy chưa? Anh còn nhắc à. Anh bị dụ rồi anh nghĩa à. Anh bị dụ rồi. Tôi tức tới cái dạ dài. Tôi tức tới cái dạ dài. Thiệt tình luôn, nghĩ sao mà hai con người này mà đi 4 quốc gia trời. Kệ tôi đi. Rồi kệ đi. Miễn ta hiểu nhau được rồi. Dạ đúng. Hai vợ chồng là tung hứng khéo lắm. Em mời chị về chỗ. Trời ơi. Dạ mời Hoàng Nhất lên đây. Dạ ổng đi lên cũng chậm nữa quý vị. Đi nửa tiếng đồng hồ mới tới chỗ em đó quý vị. Cái cưng quá. Thiệt bởi tôi nói nhiều khi phải vợ chồng vậy đó nó mới hợp với nhau. Chứ tưởng tượng ông Hoàng Nhất mà cái miệng cỡ em của quý vị. Trời ơi cái nhà nó banh chành á. Câu số 6. Lần gần đây nhất Hoàng Nhất nói câu anh yêu em với Kiều Oanh là khi nào? Rồi, chị Oanh có con số rồi, bây giờ mời Hoàng Nhất nha. Mình đi chơi game show. Hộp lại. Dạ rồi, mời Hoàng Nhất. Khoảng 3-4 ngày nay à, cũng có nói đó. Khoảng 3-4 ngày nay cũng có nói. Mà 8 năm rồi mà mình vẫn thường xuyên nói câu đó với vợ mình hả? Dạ, thì hàng đêm cũng thường nói với vợ. Tự giác nói hay bị ép nói? Tự giác. Cái máy nói á. Bấm nút nói. Bấm cái máy. Hoặc là mua con cúp bế đó. Bóp cho I love you. Mời chị Oanh, câu trả lời của chị là gì? Tháng vừa rồi. Trong khi ông nói cách đây mới có 3-4 ngày à chị ơi. Thì vừa trong tháng đó. Không có trùng khớp chị. Không có là thôi chứ. Dạ. Ngược lại chị có nói là em yêu anh không? Ít lắm, tại khi nào thí dụ mình thương thì mình biểu cảm thôi chứ chị ít có nói ra lời lắm. Nhưng mà khi chị nghe ổng nói cái câu đó với chị thì cảm xúc của chị thế nào? Thường lắm. Thường lắm hả chị? Tại sao? Nói hoài à. 8 năm, 1 năm, 365 ngày thì ổng nói rất là nhiều cho nên chị thấy nó thường, không có cái gì quan trọng nữa. Trời quan trọng là ổng ở bên mình tới bây giờ thôi chứ còn... Câu đó thì nó bị dư rồi. Dư. Mà thử một ngày nào đó ông không còn nói câu đó nữa thì sao? Là bị đánh. Là bị thiếu á. Em hiểu không? Cái đó phải tự giác chứ làm sao đợi chị nhắc nhở. Nhưng mà khi người ta nói câu đó với chị là chị nói bị thường. Chuyện riêng ta chị đưa cho em nghe biết hết à Nghĩa. Thì thôi em không hỏi chị, em hỏi chồng chị. Thôi vậy đi. Khi mà mình nói với bà cái câu nói đó thì cái phản ứng của chị như thế nào vậy Nhất? Dễ thương. Chị làm hành động dễ thương hả? Chị hành động dễ thương chứ làm sao? Quay qua nựng con. Ủa là sao?
Không, đừng con nói thêm nữa. Nó thêm gì? Mẹ mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ mẹ yêu cha nhiều lắm. Dây chuyền á. Mượn con làm cậu nói đó. Sao vậy chị Oanh? Thì... mắc cỡ. Không, không phải mắc cỡ mà mình muốn làm cho mình cá tính một chút. Chị ơi, chị là cá biệt luôn đó chị. Thôi, nói chứ vẫn còn nói được với nhau cái câu đó sau một cái khoảng thời gian cũng dài ở bên nhau đã là cái điều tuyệt vời rồi. Biết là chị Oanh cho nói vậy thôi, chứ mỗi khi mà nghe chồng mình nói câu đó ai mà không sướng, phải không chị? Dạ. Tiếp theo nha, mời cả hai nhìn lên màn hình. Tôi có nghe tin đồn bên ngoài rằng ông dạo này hay đi uống cà phê. Cậu có sao, cà phê là chuyện thường, người đàn ông nào mà không thích uống cà phê. Nhưng nghe đâu rất là xinh. Bà nghe chi những tin đồn bên ngoài rồi về làm tình làm tội với tôi. Đây là trích đoạn trong tác phẩm nào của hai vợ chồng? Em mời chị ghi vô bảng. Dễ mà. Dạ, mời Nhất. Đây là tác phẩm nào? Cái này bài hát Chỉ Vì Tình Đồn. Trong cuốn album cũng Chỉ Vì Tình Đồn luôn. Dạ. Cùng tên của nó. Mời chị Oanh, phải vậy không chị? Chỉ Vì Tình Đồn trong khớp. Vậy trong cuộc sống hàng ngày có xảy ra cái tình huống này giữa hai vợ chồng chưa? Chưa luôn. Nhưng mà chỉ có ghen không? Không, chưa. Không luôn hả? Dạ. Nói thật lòng, rất nhiều cô dè dặn lắm lắm luôn, nhắn tin luôn. Nhưng anh Nhất được một cái thái độ rất dứt khoát là đưa toàn bộ tin nhắn cho anh coi. Một cái cách xử lý cũng rất là khéo léo của hai vợ chồng. Khi mà có những cái vệ tinh xung quanh thì mình cứ nói thật với đối phương. Câu số 8. Món ăn nào mà Hoàng Nhất nấu và cảm thấy rất tâm đắc? Trời ơi, ngon quá, thích thú quá. Nhưng Kiều Oanh lại thấy không ngon. Mời câu trả lời từ Hoàng Nhất. Thường thường Nhất thích nấu canh chua của mẹ. Mời chị Oanh. Canh đúng mẹ, hay quá. Tại sao vậy chị? Tại vì nè, thật sự đó là Oanh rất là biết anh Nhất thích canh của mẹ. Chị thì cái bao tử chị hơi yếu, nếu mà ăn cơm mẻ thì nó hơi vẻ. Nhưng mà chị biết là anh nấu với hân hoan, ngon mồ hôi và kê chảy rồi ra. Thế chị nói trời ngon quá mà trước khi ăn đó chị lúc nào cũng phải uống viên bao tử. Chua chua quá hả chị? Nó hơi bị linh men á. Dạ. Đó, cho nên mình ghét, nhưng mà vì cuộc sống lứa đôi, vì vợ chồng hạnh phúc, tương lai con cháu mai sau, mình ráng mình ăn. Mình uống viên thuốc bao tử là xong. Dạ. Dạ. Tại vì em thấy cũng không có nhiều người đàn ông sẵn sàng vào bếp. Đúng rồi. Để nấu ăn cho gia đình đâu. Vì lâu lâu anh mới nấu mà. Dạ. Chứ đâu phải nấu hoài là cho chị nên chết. Lâu lâu uống viên chứ uống có hoài viên đâu có sao ở thì đó. Rồi, bây giờ mình mới vô câu hỏi chính nha. Kiều Oanh muốn Hoàng Nhất thay đổi tính cách nào nhất? Chắc nó không muốn thay đổi đâu. Chắc nó thích cái tính của Hoàng Nhất vậy. Dạ. Không thay đổi. Dạ. Mời chứ chị không có phàn nàn cái gì anh luôn á hả? Không. Không. Trùng khớp. Ôi ôi, hay quá vậy ta. Chị ơi, tức là chị thấy ở cái con người này không cần phải thay đổi về mặt tính cách bất kỳ một điều gì hả chị? Không phải đâu Nghĩa. Tại vì nè, chị nghĩ là nếu không chịu đựng nhau thì không đi được 8 năm đâu. Hiểu nhau và chịu đựng được cho nên mới là 8 năm. Thành ra bây giờ mình cứ bắt người ta phải theo mình thì khổ sở và tội nghiệp trong còn đoạn đường dài bao nhiêu năm sống nữa. Tại sao mình không theo? Thì chị nghĩ là anh Nhất cũng sẽ ngược lại như vậy. Cho nên bản thân tụi chị là chị không cần anh thay đổi gì hết. Có đôi lúc anh cũng hỏi là anh sẽ cố gắng, nó thôi đừng, anh cứ như vậy. Tại vì ở mức độ vừa phải chứ nó không phải nghiêm trọng. Đó, thành ra là được rồi. Dạ, cảm ơn chị. Câu cuối cùng, mời cả hai xem hình. Số 1, số 2, số 3. Số 1 là một cái bộ trang phục giống như chị Oanh đang có mặt ở đây, gần như là một cái bộ trang phục để đi quay hình các chương trình. Số 2 là một bộ trang phục rất là quyến rũ. Số 3 là một cái bộ trang phục không biết nói sao. Trong 3 bộ trang phục này, chị Oanh sẽ chọn bộ trang phục nào để đi tiệc? Cái bộ số 2 là ông Nhất thì chết rồi. Theo Nhất thì nghĩ là số 1. Tại đi dự tiệc các thứ thích bà xã mặc như vậy. Bà xã cũng sáng sủa. Chị cũng thích luôn, đúng không? Đúng. Còn số 2 thì sao? Số 2 cái sai. Số 2 cũng không được. Sống được, em thấy được mà, đẹp mà. Nếu một ngày nào đó chị Oanh chỉ bận cái bộ số 2 này, chỉ đi tiệc, phản ứng mình lúc đó thế nào? Ngại lắm. Đâu anh làm lại cái khúc đó coi. Thử nha, đó. Anh ơi, anh em đi tiệc. Anh thấy bộ trang phục này như thế nào? Mặc gì chết rồi. Thấy chưa, dễ thương nè đó.
Vậy là hết mức rồi đó. Dạ. Nghiêm túc lắm rồi đó, nghiêm khắc lắm rồi đó. Mời chị Oanh câu trả lời của chị. Số 1, trung khớp. Hay chưa, chính xác. Rồi, mời Hoàng Nhất về chỗ nha. Hay quá. Bây giờ mời ý kiến từ ban bình luận thế nào, mời Hoàng. Có nhiều người hoạt ngôn, thậm chí bản thân em đi, lại có thể hàng ngày hoặc hàng tháng, hàng tuần nói được ba chữ anh yêu em với bà xã của mình đâu. Em nói điều này ra lúc mà anh Nhất chia sẻ em mới giật mình luôn. Lâu lắm rồi em chưa nói với bà xã em câu đó. Bên cạnh đó là em rất là thích cái nét mà không cảm xúc của anh Nhất. Trước sau như một, khó đoán người đàn ông này đang suy nghĩ điều gì lắm. Vậy mới bù trừ, vậy mới là giữ chân được. Đúng, đúng. Chị Oanh. Chứ bây giờ hỏi thử, bây giờ ổng mà chỉ cần nói nhiều một chút nữa rồi cái nhà ai chịu nổi. Nó chỉ có sập cái nhà thôi, đúng không chị? Đúng rồi. Hay thiệt. Rồi như bà đúng là nãy chị nói cái câu đó, nói mình giống như mắt đừng bố là đúng luôn. Cho nên chính vì vậy mà chị Oanh chị mới hiền lành, hiền dịu lại theo thời gian. Cho nên mình rất là ngưỡng mộ cặp đôi này. Mà cái điều đặc biệt, mình tưởng đâu chị Oanh chỉ nói là muốn chồng mình thay đổi cái gì, mình nghĩ chị sẽ ghi là thể hiện nhiều hơn hay là năng động nhiều hơn hay là cái gì đó nó quyết liệt hơn. Ai dè bà để chữ không. Anh Nhất là một người quan sát và tâm lý và rất là sâu sắc bên trong. Tức là tất cả những chuyện mà tụi chị sắp làm việc, làm ăn hay các thứ công việc, chị đều bàn với anh mỗi tối. Và hai đứa cùng hướng giải quyết. Anh cho ý kiến rất là nhiều, rất là hay. Nhất là một người ít nói nhưng sâu sắc và để ý, chứ không phải là một người vô tư, vô tâm. Giống như là nói những cái gì cần nói. Dạ đúng rồi. Dạ. Mời chị Linh Trang ạ. Khán giả sẽ được thấy một cái góc nhìn khác về chị Oanh. Thực sự mọi người sẽ hết sức ngỡ ngàng khi mà anh Nhất ghi trên cái bảng là cái tính cách mà quý ở chị Nhất là sự hiền hậu. Bởi vì Trang cam đoan là khán giả mà đã từng thích chị Oanh thì không có ai nghĩ là trời bà này hiền hậu. Cho nên là chỉ có ở cùng thì mới hiểu, mới thẩm thấu được cái điều đó. Cái thứ hai nữa là anh Nhất ít nói ở chỗ này, nhưng mà chính chị là cái người kể nãy giờ là ảnh chia sẻ mọi thông tin của ảnh, của người hâm mộ, của mối quan hệ, của công việc với chị. Nên thực sự là cái mà công chúng nhìn thấy là một góc độ của người nghệ sĩ. Nhưng mà cái cuộc sống ở trong gia đình của hai anh chị thì Trang thấy nó rất là hòa hợp. Cái hòa hợp đó không cần phải nhiều lời để nói. Cái cách mà anh chị xưng hô với nhau á, nó không phải diễn viên, nó không phải nghệ sĩ. Cha với mẹ là bất cứ một cái người bình thường nào mà khi mình có con cái tự nhiên mình đổi cái cách xưng hô đó liền. Mà khi đã gọi nhau là cha với mẹ thì cái câu anh yêu em nó đâu có còn nghĩa lý gì nữa. Nên nãy Trang hiểu là chị Oanh nói câu đó nghe nó thường thường, không phải là do mình bị chai cái cảm xúc với câu đó, mà là mình đã ở một cái tầng khác trong cái mối quan hệ này. Đúng rồi. Dạ. Em cảm ơn tiến sĩ hiểu em. Dạ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ từ ban bình luận. Còn bây giờ thì xin mời điểm số từ ban bình luận dành cho cái phần thi đầu tiên này. Dạ, 9.5. Dạ, bây giờ thì chị Oanh với lại Hoàng Nhất có muốn thay đổi cái điểm ban đầu mình tự chấm cho nhà mình hay không? 9.5. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vòng thứ hai. Và cái vòng này hy vọng rằng là chương trình sẽ đưa ra một cái thử thách gì đó, giống như là kiểu bắt Hoàng Nhất trong vòng 1 phút 30 giây nói 1.800 từ. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2. Đo độ sẽ chia. Chọn smoothie, chọn hồng tươi mỗi ngày. Dạ thưa quý vị, ở cái vòng này làm khó hai người chơi của chúng ta. Ở bên đây không phải chỉ mình chị Oanh mà có tới thêm 3 người phụ nữ khác đang ngồi ở 4 vị trí 1, 2, 3, 4. Chúng tôi sẽ có những câu hỏi để thông qua những câu hỏi đó Hoàng Nhất có thể nhận diện được vợ của mình đang ngồi ở vị trí nào nha. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ bắt đầu phần thử thách này. Chúng ta sẽ có 2 lượt. Cái lượt đầu tiên sẽ có 3 câu hỏi từ Đại Nghĩa. Và 4 người phụ nữ bên kia sẽ giơ những cái bảng có hoặc là không. Thì qua những câu trả lời đó, mình có thể đoán được là bà xã của mình đang ở đâu chưa. Mình sẽ loại đi 2 người. Và qua lượt thứ hai, Nhất sẽ là người đặt ra 3 câu hỏi. Thì 2 người đó sẽ là người trả lời có hoặc không. Rồi sau đó Nhất lại quyết định xem ở 2 vị trí còn lại đó bà xã của mình ngồi ở đâu nha. Câu số 1. 4 chị em bên kia chú ý lắng nghe nha. Chị có thói quen trang điểm kỹ càng trước khi đi ra ngoài dù chỉ là đi chợ hay không? 3 có, 1 không. Chị có thường xuyên tập luyện để giữ gìn vóc dáng không? Câu trả lời: không có, không không.
Câu 3. Chị có đi làm móng một tháng một lần hay không? Tháng lần đi làm móng. Không, ba không, một có. Giờ mình nhắm coi hai cái vị trí nào mà không phải vị trí của bà xã mình loại trước nè. Ồ, chắc số 1 với số 4. Loại số 1 và số 4 nha. Chia tay hai chị em ngồi ở vị trí đó. Chị Kiều Oanh ơi, em chia buồn cùng chị nha chị. Còn bây giờ thì Hoàng Nhất sẽ đặt ra 3 câu hỏi có hoặc không, để cho hai chị em còn lại bên đó sẽ đưa đáp án của mình. Số 2 với số 3. Nhất có phải là người của miền Tây không? Có. Có. Trời, khó nha. Càng cả hai người trả lời giống nhau, khó lựa chọn. Bữa tối con có nói ngủ đi đừng nói nữa không? Hay, câu này hay. Con có nói rằng ngủ đi đừng nói nữa không? Có nghĩa là bà mẹ bà nói nhiều lắm. Ồ, lắm, thiệt á. Bà nói nhiều tới mức mà con phải phàn nàn luôn đó. Ghê thiệt. Mà con mới có 2 tuổi rưỡi thôi nghe. Hả? Càng ngồi. Cả hai cùng nó có luôn. Cho hỏi thêm nhẹ một cái, tức là buổi tối chị Oanh cho nó nhiều, xong bé nhiều khi bé cũng phải nhắc mẹ luôn vậy đó hả? Nói gì mà nói nhiều dữ tới vậy giờ đó? Con ngủ buồn ngủ á, bà xã bàn chuyện hoài à. Này con thôi ngủ đi đừng nói nữa. Ủa, nó mấy tuổi mà nói dữ vậy anh? Hai tuổi rưỡi mà biết nói rồi anh, mà yêu cầu im lặng luôn. Rồi bắt đầu có hôn cha hôn mẹ hay ngủ à. Còn một câu cuối cùng nữa. Hoàng Nhất thường ngày có nghe cải lương không? Trời ơi, nghệ sĩ cải lương mà hỏi không có nghe cải lương không? Đáp án là có, trùng khớp. Cả hai cái vị trí số 2 và số 3 đều cho đáp án giống nhau. Và đây là cái sự làm khó dành cho Hoàng Nhất. Bây giờ thì Nhất nghĩ rằng bà xã mình đang ngồi ở vị trí nào? Cái gì cũng có anh ha. Nếu như mà cái sự lựa chọn từ câu trả lời đó nó làm khó mình quá, thì mình hãy dựa vào cái cảm nhận của mình, cái linh tính của mình. Giống như vợ chồng quen hơi á, ngửi thử coi cái hơi vợ mình ở vị trí nào. Trời, đang đứng kế em á Nghĩa. Ủa dạ? Dạ, hơi anh Nghĩa không à? Theo cưng thì chờ ai? Số mấy à? Hả, vợ anh mà vợ em của mình mà hỏi người ta quá, rồi lẽ lỡ như Hoàng chọn đúng cái không lẽ mình nói Hoàng rapper quen hơi chị Oanh kỳ gợi ý mở gợi anh đúng tâm lý luôn á Nghĩa. Theo cảm nhận theo anh thì bà xã đang ngồi ở số 3. Rồi, số 3 nha quý vị. Trời ơi, sắp sửa cháy nhà vui quá. Tại sao anh chọn số 3? Tại mình thích số 3. Thích số 3. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ che mắt Hoàng Nhất lại, sau đó sẽ dắt đến tận cái vị trí số 3, mở cửa mời cái người đằng sau số 3 đó bước ra. Số 1, số 4 là hai vị trí mà Hoàng Nhất đã loại đầu tiên. Mời số 1 đứng lên nào. Lạ quắc nha quý vị, lạ quắc. Yeah. Số 4, xin mời. Dạ lạ luôn nha quý vị. Hay không quá. Có giống miếng nào chị Oanh hết trơn trời đó. Bây giờ chỉ còn lại vị trí số 2 và số 3. Có nghĩa là hồi nãy mình lựa chọn loại trừ số 1 và số 4 là chính xác. Còn lại hai vị trí số 2 và số 3 thì Hoàng Nhất đã chọn vợ của mình đang ngồi ở vị trí số 3. Xin mời người đằng sau số 3 đứng lên nào. Chết rồi. Rồi xong luôn. Tan nát. Trời không ơi. Đúng rồi. Ơi. Nhất ơi là Nhất ơi. Về nhà là bầm mình Nhất ơi. Đây nhìn đi. Sao không chọn tôi? Ủa sao mà hai người tôi đưa bản y chang nhau mà không chọn tôi? Tại sao khi hai người này đưa bản giống nhau mà mình lại lựa chọn số 3? Vì có cái nghi về xã số 3. Hay quá ha, thần giao cách cảm ghê ha. Trong khi tôi đưa y chang bả luôn á trời, vậy mà cũng không gạt được chồng cô. Thưa quý vị, đây chỉ mới là một nửa của thử thách thôi ha. Hoàng Nhất hay đoán được chính xác vị trí của chị Oanh, nhưng mà chắc gì chị Oanh có thể đoán được vị trí chính xác của Hoàng Nhất. Mời chị Oanh ra đây cùng với em. Và cảm ơn các từ, mời bạn về chỗ. Câu số 1. Anh Hoàng Nhất, anh có hay đi nhậu không? Đáp án. Cái tay thấp xuống. Trời đất ơi. Hai không, hai có.
Câu số 2, anh Hoàng Nhất, ông có ăn cay không? Ba có, một không. Cảm ơn. Câu số 3, Hoàng Nhất có thể nhảy hiện đại được không? Không, không, có không. Mời chị Oanh. Qua ba cái câu hỏi vừa rồi với những dữ kiện đó, chị loại hai cái vị trí nào đầu tiên? Chị loại số 4. Số 2. Số 4 và số 2. Lượt thi đấu thứ hai, còn lại số 1 và số 3. Chị Oanh sẽ là người đưa ra ba câu hỏi có không. Có bao giờ anh khen em là nết na thùy mị đoan trang không? Có, có. Câu số 2. Có bao giờ anh chê em đi mua đồ mà toàn rẻ tiền không? Không, không, lại trùng khớp với nhau. Có bao giờ anh khen em là nữ công gia chánh không? Có, có, trùng khớp. Cố tình làm khó. Nãy cũng vậy. Mời chị lựa chọn chỗ nào là chỗ chồng chị ngồi chị. Cái người số 1 thì dơ sao dơ muộn, tức là dơ phá. Nãy em thấy câu số 2 là số 1 dơ trước đó nha. Số 3, ông ăn gian, ông dơ cao quá. Muốn giống như là chỉ điểm vậy đó. Chồng chị không có điêu hoa, gian xảo gì đâu. Những cái chiêu chơi vậy là chồng chị thâm thúy lắm. Thâm thúy lắm hả? Nào thâm. Chọn số 1. Số 1, em mời chị bịt mắt. Mời cái số 2 với cái số 4 là hai cái vị trí mà đã bị loại từ đầu đó. Số 2, đứng lên cho mọi người xem coi nè. Trời ơi, anh Hoàng Nhất. Trời đất ơi. Dạ, nó chơi tôi chị không phải Nhất. Oh, chị biết em diễn, chị đâu có thái độ gì đâu. Số 4, xin mời. Giống anh Hoàng Nhất thôi nghe chị, mặt tròn tròn vuông vuông, giống anh Nhất thôi chứ không phải anh Nhất chồng chị. Chị chọn vị trí số 1 là chồng chị à. Số 1, mời số 1 đứng lên. Hay quá chị Oanh ơi, tuyệt vời. Đúng là vợ chồng quen hơi có khác. Mời chị. Trời ơi. Chồng này cứng. Hồi nãy quý vị có để ý là em tưởng là cái người số 3 là ma mảnh hơn. Là tại vì dược linh liền, dược linh cao. Tức là em nghĩ phải ăn gian. Còn hiền lành đưa chậm chạp là ông bên số 1. Thì nghĩ là ông Nhất ông bị chậm. Thì là nghĩ số 1. Đây, mời số 3 đứng lên nè. Có lỗi với anh. xin lỗi anh nhà. Ủa hồi nãy ông đưa lên tôi thấy chiếc nhẫn trên tay rõ ràng mà. Vậy em nghe em giải thích nè. À. Người xin lỗi mới là em á. À. Chị đang đúng rồi. À. Hồi nãy em đổi chơi cho vui thôi. Trời, chọn số 1. Mà được cái ông anh cũng hợp tác lắm. Trời ơi. Được ghê chị ha. Giờ mới biết nha, chồng chị là hay hợp tác với người ngoài để gạt chị. Chúc mừng chị Oanh, chị đó chính xác rồi. Rồi, em mời hai vợ chồng về chỗ của mình nha. Giờ mời Hoàng Bơ trở về. Trời ơi. Và bây giờ thì xin mời ý kiến từ ban bình luận trong cái phần thi vừa rồi. Mà thật sự là rất là đáng yêu và em rất là bất ngờ khi mà cả hai anh chị đều có thể đoán trúng được vị trí của người bạn đời của mình. Đây là một cái cảm giác nó liên quan đến giác quan thứ 6 đó anh Nghĩa. Chứ không phải chỉ đơn giản là quan. Nó không phải chỉ là giác quan thứ 6 không thôi. Nhưng mà với chị Oanh rõ ràng là có cái sự thấu hiểu và phân tích. Dạ. Tức là chị biết tính cách của chồng mình như thế nào. Cho nên cái cách đưa nó sẽ khác so với những người còn lại. Thì đó là thấu hiểu. Dạ. Và bên cạnh đó là cái vị trí của anh Nhất bị tráo đổi liên tục chứ không phải là một lần đâu chị Oanh. Dạ. Mà rõ ràng là không làm khó được chị. Ừ. Mời Cát Tường. Nói chung là tôi cũng ráng gạt lắm á chứ. Ở đứa gì tôi đứa đó. Xong lúc đầu cái chị Oanh chỉ đưa trước. Sợ anh Nhất anh phát hiện. Lần sau á hả, tôi đưa trước chị Oanh luôn. Và tôi biết chắc mấy cái câu đó là tôi đưa trước chị Oanh đưa sau.
hai cái câu đầu á, chị Oanh mỗi lần chị đưa xong cái chị lấy cái bảng chị gõ đầu tôi. Trời ơi, cái tôi sợ là ông Nhất ông phân tích chị Oanh chỉ lớn tuổi hơn mình thì chị mới dám gõ đầu đàn em. Cái câu thứ ba tôi gõ đầu bà lại luôn chứ bộ. Vậy ông cũng đoán ra được, vợ ông hay thiệt luôn. Bây giờ thì tôi mới biết rằng đằng sau cái bức bình phong đó có một cái cuộc nội chiến diễn ra giữa hai người phụ nữ. Mời chị Trang. Nhưng mà rõ ràng họ có những tín hiệu. Những tín hiệu, thí dụ như là cái cách dơ, thái độ trong cái việc dơ, chứ không phải ở chỗ chỉ có không đâu. Dạ. Cho nên là anh Nhất thấy vậy thôi, chứ anh nhận ra vợ anh rất là sớm luôn á. Nhưng đặc biệt là Nghĩa với chị quan tâm gì không? Cái câu hỏi. Câu hỏi mà Nghĩa đặt là thôi không nói rồi. Nhưng mà câu hỏi của hai anh chị tự đặt cho nhau á, thì toàn bộ những câu hỏi đều liên quan đến gia đình với con cái hết. Chúc mừng gia đình của chị Oanh và Hoàng Nhất. Còn bây giờ thì sẽ là điểm số từ ban bình luận. Sau cái phần thi vừa rồi, đồ ăn ý của họ, ban bình luận chấm bao nhiêu điểm? Ảnh tình nhất mà còn nhất cử nhất động hiểu nhau thì 10 điểm. 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ tự đánh giá về cái đồ ăn ý của mình sau vòng thi này bằng số điểm. Măng này ha. Ừ. Mình phải tự tin lên. Mặc dù đúng, em nhận sai anh. 10 điểm. Wow. Họ đã tự tin hơn vòng 1. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái vòng thứ 3. Cùng lên tiếng. Ê, cái gì? Sao giống em bé vậy ông? Sao giống em bé? Trời ơi, ông lớn rồi, ông sắp có vợ rồi, ông ơi, ông hút giống như em bé vậy. Uống đàn ông một xíu ơi, trưởng thành lên đi. Thôi không muốn đâu. Gì vậy? Sắp đám cưới mà làm gì tiêu nghỉu buồn hiu vậy? Đám cưới là ta phải vui, tươi, hiểu không? Vợ tôi á, vợ sắp cưới á, kêu tôi đưa cái hợp đồng, kêu tôi ký. Thì đúng rồi, đại nhà hàng phải ra đặt cọc, ký hợp đồng, đỡ ông bỏ ngang, người ta ôm mấy bàn đó sao không? Không phải, hợp đồng đó bình thường ai cũng ký, đám cưới là ký đúng rồi. Hợp đồng này là hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng hôn nhân là hợp đồng gì trời? Tôi cũng không hình dung ra được cái hợp đồng hôn nhân là cái gì luôn á. Mà nghe lời vợ sắp cưới của tôi nói á, là cái hợp đồng đó là thay đổi những thói quen để mà hai đứa khi mà về sống chung nhà sẽ hòa hợp hơn. Ôi, cái đó là giống như thỏa thuận rồi, trao đổi với nhau là giống như góp ý kiến là để thay đổi tính cách, hợp nhau sống bền lâu đúng không? Ok, được. Không, nhưng mà nếu mà có cái đó không tôi đâu có nói gì nữa. Chứ còn cái gì nữa ông? Còn cái vụ mà cái gì? Hợp đồng nó còn ghi rõ là rõ ràng về tài sản chung, tài sản riêng của hai đứa, rồi phân chia trách nhiệm công việc trong nhà, rồi phân chia trách nhiệm mà nuôi dạy con cái, tùm lum hết trơn á. Trời ơi, ai biểu ham cưới vợ giàu chi, cưới vợ nghèo nghèo như tôi là được rồi, hiểu không? Ô, nhưng mà hồi xưa vợ chồng ông có ký hợp đồng giống vậy không? Đâu ra ông, tự nhiên vợ chồng cưới ký hợp đồng hôn nhân gì? Cái chuyện mà ông kia ký hợp đồng á là giống như hai người không có tin tưởng nhau, rồi tự nhiên đi ký vô trong đó làm gì? Tôi nói ông, nếu mà không tin tưởng nhau thì không bao giờ ở với nhau bền lâu được, em hiểu không? Và không yêu nhau thì đừng có cưới nhau. Lúc đầu vợ tôi nói thì tôi nghe cũng hợp lý. Bây giờ ông nói tôi cũng nghe hợp lý nữa. Bây giờ hai người đều hợp lý hết. Ủa vậy cuối cùng tôi có nên lấy vợ không? Cái gì ông? Cái chuyện đó của ông cưới, ông ký hay không, ông lấy hay không, chuyện của ông. Giờ tôi chỉ là người là giống như là quân sư để bày vẽ ra đường để ông đi thôi. Còn ông đi đường nào là chuyện của ông. Vậy cuối cùng tôi đi đường nào? Đi. Chị Oanh, chị nghĩ sao về cái tình huống này ạ? Đó cũng là một cái hay. Nó hay đó, nếu mình nói theo cái tính khách quan một chút thì rất là hay. Dạ. Bởi vì ở đây á, khi phân chia thì đôi bên đều có lợi. Một cách rõ ràng, cái quan trọng là mình hợp đồng cái gì trong đó. Mình hợp đồng để cùng nhau sống lâu dài hay hợp đồng để giành lấy phần của mình. Nó có hai vấn đề. Đâu phải hợp đồng là người chồng hoàn toàn bị hại hết đâu, mà người vợ hoàn toàn có lợi đâu. Mà là anh phải làm từ mấy giờ tới mấy giờ, tôi làm cái gì đó làm coi là cùng nhau chia. Thì nó hơi bị thực tế chút. Đáng lý ra tự động, khi sống với nhau thì tự động chia. Chia trong cái tâm lý của mình, chia trong cái gọi là chia sẻ, thì tự động là bắt sẽ làm đâu vô đó. Còn với Hoàng Nhất thì nghĩ như thế nào về tình huống này? Ký hợp đồng kết hôn trước thì cũng tốt thôi. Dạ. Dạ. Miễn sao mình... chấp nhận yêu thương rồi mà sợ mất của mất cái gì nữa.
Vậy nhà mình hồi đó lúc trước khi cưới có cái hợp đồng nào giống vậy không ạ? À, không. Nhưng mà nếu mà anh có kêu ký chắc cũng chị cũng ký. Hoặc là chị cũng sẽ kêu anh ký. Ờ bây giờ chứ hồi đó phải nhớ kêu anh ký luôn. Cái ký ở đây của Kiều Anh là không phải anh ký ở trong đó điều khoản gì mới là quan trọng, mà là anh có chịu ký hay không. Khi anh chịu ký thì điều đó là tuyệt vời rồi. Tức là người ta không đắn đo suy nghĩ gì cả. Người ta không có một cái gì để gọi là tính toán gì hết đó. Thì điều đó là quá thương mình thật lòng rồi. Thì những cái điều khoản trong đó tự động người vợ, người chồng họ sẽ bắt đầu rút lại tất cả những gì mà gọi là ưu tiên về phía mình. Còn nếu như ở trường hợp của Hoàng Nhất, nếu xảy ra vào cái thời điểm này cái câu chuyện tương tự như vậy, thì mình có nghĩ đến cái vấn đề là mình sẽ làm một cái bản hợp đồng hôn nhân tương tự với vợ mình hay không? Nếu như mà hợp đồng mà tranh thủ việc lợi ích cho mình nhiều quá thì theo nhất cũng không nên. Đã chấp nhận thương, chấp nhận yêu rồi thì phải cho nó vô tư cho cả hai. Mặc dù lúc mà mình yêu nhau mà kêu mình ngồi xuống mình ký một cái bản hợp đồng, nghe nó có vẻ nó thực tế và nó phũ phàng quá. Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ rất là khó để làm được cái việc đó. Nhưng mà lỡ như không ai nói trước điều gì cả, sau này cuộc sống của chúng ta không như ý mà lúc đó xảy ra những sự tranh chấp, thì lúc đó mình có phải trở nên khó xử hay không? Chị Oanh nghĩ thế nào về cái điều này? Không, tại vì từ đầu mình đã xác định là cho và không cần nhận nhiều. Thế cho nên lúc đó như thế nào cũng được. Cho mà không cần nhận nhiều khi chị đang yêu. Đúng rồi. Nhưng mà lỡ như đến thời điểm mà không còn yêu nữa, hoặc mình là cái nhân vật bị cái người kia đối xử tệ bạc, thì lúc đó cái kiểu mà cho không cần nhận nhiều nó sẽ không còn tồn tại trong suy nghĩ của mình nữa thì sao? Chị đã làm rồi, chị đã bị rồi, và chị đã làm rồi, chị đã chọn cách thể hiện của chị rồi. Điều đó thì ai cũng đã biết rồi. Chị không tranh chấp, chị không nói gì hết, chị không có gì hết. Tức là mình chịu phần mình. Đã vậy thôi, chị đã giải quyết rồi. Đó, thành ra là không có gì bằng thực tế, mình đã từng giải quyết, cho nên cho đến bây giờ cũng vậy. Nếu có thực sự xảy ra thì chị sẵn sàng nhận phần thiệt thòi về mình, miễn là con mình được vui vẻ cả bên đôi bên hết. Và mình cố gắng, bởi vì có con hay không có con, hay là mình có chồng nữa hay không có chồng, thì đường mình đi mình phải đi, và mình phải kiếm tiền, mình phải nuôi mình và nuôi con. Điều đó là điều trách nhiệm của mình. Nên chị không có một cái gì để gọi là đắn đo vấn đề đó hết. Chị sẽ nhận thiệt thòi về chị hết. Mặc dù giấy trắng mực đen thì rõ ràng là như thế, mặc dù chúng ta có thể dùng hợp đồng đó để nhờ pháp luật bảo vệ chúng ta, nhưng mà nếu lỡ như xảy ra cái trường hợp xấu nhất thì chị cũng sẽ không cần dùng đến cái hợp đồng không đó. Cần, nó không có ý nghĩa và không có quan trọng nữa, bởi vì người ký đó không còn giữ lời hứa thì nó không còn gì để quan trọng. Dạ, ý kiến từ ban bình luận thế nào ạ? Nhưng mà em xin hỏi là khi hai anh chị đến với nhau á, thì hai anh chị tất nhiên không có tờ giấy rồi, nhưng có thỏa thuận cái gì không? Hình như là lo cái hạnh phúc chung thôi, chứ không có so đo, không có tính toán về cái việc đó. Tức là không nói với nhau trước luôn, không giao kèo bằng miệng luôn? Dạ không. Rồi khi mình có con thì mình có thỏa thuận cái gì về con không chị? Chị nói là cố gắng sống để cho con có đầy đủ cha mẹ, cái đó có. Anh có hứa gì không? Anh nhắc anh có hứa gì không? Cái lòng, cái tâm mình nó vậy rồi. Chứ mình làm hàng ngày rồi, nhiều khi khỏi cần hứa. Đúng, khỏi rồi. Nói qua ra lời. Chăm sóc con là anh biết làm nhiều. Có những cái cặp vợ chồng á, mà đôi lúc á, họ không có được cơm lành canh ngọt, chỉ vì họ không bố trí và không sắp xếp cái những cái công việc trong gia đình, cũng như là những cái thỏa thuận khi bắt đầu một cuộc hôn nhân. Tại vì nếu mà nói ký thì nó hơi bị cứng nhắc quá, ai đâu mà ngồi ký thì nó mất tình cảm. Nhưng mà Tường thì Tường lại nghĩ là nên có những cái cuộc thảo luận, sắp xếp thì để cho cái mọi việc nó diễn tiến cứ theo như vậy mà làm. Tường nghĩ là công việc trong nhà đôi lúc không phải người đàn ông hay người phụ nữ nào cũng ý thức được việc là mình cần phải làm gì. Đặc biệt là các bạn trẻ nữa, nhiều khi còn hoang mang lắm, lấy nhau về không biết làm gì, thì mình nên có cái phân công ra. Và dường như hợp đồng hôn nhân với lại hợp đồng kinh doanh nó khá là giống nhau, bởi vì đối tác trong kinh doanh và bạn đời trong hôn nhân nó đòi hỏi là cái sự win-win và hài lòng của cả đôi bên. Đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm của cả đôi bên thì chúng ta mới có được những mục tiêu nó lạc quan. Nhưng mà thực sự ở kinh doanh thì người ta đặt nặng về tính lý nhiều hơn là tình, nhưng ở hôn nhân lại đặt nặng về tình hơn là lý. Và em rất là thích cái tư duy của chị Oanh và anh Nhất, vì em cũng giống Hao Hao vậy đó. Em không có hợp đồng nào để liệt kê cụ thể hết ngoài tờ giấy hôn thú, để đảm bảo được quyền lợi của vợ chồng thôi. Còn tất cả mọi thứ còn lại chỉ nằm gói gọn trong bốn chữ là làm việc tư tưởng. Đúng rồi. Làm việc tư tưởng nó quan trọng ngay từ đầu lắm, để chúng ta không bị khúc mắc. Thì làm việc tư tưởng cũng là cái sự thỏa thuận đó. Tức là một cách bằng miệng, là phải có. Chị Oanh có nói một từ rất là hay là mình ký cái này thì cũng được mà, nó có tính thực tế.
Dạ. Nhưng mà cái thực tế mà nó hơi lố một chút là nó thành thực dụng. Okay. Và cái chữ thực dụng anh Nhất ảnh không nói ra, nhưng mà ảnh có nói nếu mình viết tờ giấy mà mình chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình không là coi bộ không được. Cái đó là sự thực dụng, phải không anh ha? Cho nên là hai anh chị vẫn chấp nhận cái chuyện là nếu người ta cần thì ta cứ ký. Thì điều đó cũng thực tế. Thứ hai là chị Oanh cũng nói một điều rất dễ thương cho các cặp đôi là mình cũng có thể dùng nó như một phép thử. Một phép thử tình yêu á, là nếu mà anh ký hết, anh ký xong em cầm em xé liền tại chỗ luôn á. Chẳng qua em giả vờ em thử anh coi anh yêu em đến độ nào thôi. Quay trở lại câu chuyện chăm con, cách để xưng hô, chia sẻ công việc trong gia đình, cách chị Oanh quay về nhà để nấu những cái món ăn và sẵn sàng uống viên thuốc đau bao tử để ăn cái món mà chồng mình nấu. Thì Giang nghĩ đó chính là những cái thỏa thuận mà không cần là văn bản. Hạnh phúc và hôn nhân là cho đi mà không cần nhận lại. Và rõ ràng ở hôn nhân á, chúng ta cần sự công bằng, nhưng đừng sòng phẳng với nhau. Cảm ơn ba bình luận đã có những cái chia sẻ rất là hay. Và bây giờ thì hai bên sẽ hội ý với nhau, hai vợ chồng chị cũng như thế và ban bình luận cũng như thế. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng đưa lên hai số điểm, coi nó có trùng khớp nhau hay không. Nếu như hai bên trùng khớp với nhau thì gia đình của chị Oanh sẽ nhận được số tiền là 10 triệu đồng cùng với một cặp điện thoại. Còn nếu như mà hai bên hỏng trùng khớp thì nhà chị Oanh sẽ nhận được 5 triệu đồng cùng một bộ sản phẩm gia dụng. Thời gian thảo luận dành cho hai bên bắt đầu. Đó, cỡ nào cũng có quà chị Oanh. Chuẩn bị, cả hai cùng dơ lên nha. Tụi chị, tụi chị lớn tuổi rồi. Hai. Quan sinh nội trình, tụi chị với anh cũng lớn lắm rồi. Con còn nhỏ. Dạ. Vậy là lựa số nào lớn nha chị ha. Tại vì tiền, đoàn cũng biết rồi, tiền tả, tiền sữa đủ kiểu. Mà dạ, có nói cũng... cái gì ở đây người ta cũng cầm bản sẵn rồi, đâu có đậu đâu. Rất là đưa nhiều đi. Những cái chiêu trò thủ thuật. Thì bây giờ điểm số của hai bên có trùng khớp với nhau hay không? Một, hai, ba, dơ lên. Wow. 10 điểm trùng khớp. Chúc mừng chị. Và đây là một cái phần quà tặng đến từ chương trình, 10 triệu đồng và một cặp điện thoại. Cảm ơn ban bình luận tiền tả sữa. Dạ. Còn bây giờ thì mời ban bình luận đến đây, chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt khán giả nào. Chúng ta vẫn tiếp tục là cặp đôi ăn ý nha. Xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Smoothie dưỡng ẩm Mịn Hồng thế hệ mới đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp tất cả quý vị vào tuần sau 20:30 thứ ba trên kênh HTV7, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Em còn nghĩ là anh Tính chắc là thời của thầy Minh Nhí. Em già chứ gì hết Tính. Đâu ra thì được. Thôi em hai tay để anh đùi. Dạ. Mà đùi mình đúng hay đùi người ta? Đùi mình anh, đùi mình. Dạ. Dạ. Có vợ ghen không? Hiếm lắm anh ơi. Hiếm. Tại em đàng hoàng. Xin lỗi. Nhưng mà ở dưới là tại cái đảo động hơi là thành lỗi em luôn. Quá khứ thì nó đã là quá khứ. Thì ghi vô số máy nè. Chắc có số lũy thừa vậy. Đánh có gì mà điểm danh dễ vậy?